chương trình radio Cà Phê Sáng. Chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Ngày xưa có một cô gái đó sống chung với mẹ mình, mà bà mẹ bị mù hết một con mắt. Đi về nhà nó nói: mẹ ơi, ngày mai trường của tụi con có họp phụ huynh, mẹ nhờ dì hai đi họp giùm con. Mẹ đừng có đi, mẹ đi vô trong trường bạn bè con nó thấy mẹ rồi nó chọc con, nó nói mẹ con như thế này, mẹ con như thế kia. Nhưng rồi mẹ của bé Lan cũng phải đi thôi, bởi vì dì hai còn phải đi họp cho con của dì hai. Cho nên mẹ của bé Lan phải đi vô trường học. Mẹ bé Lan vừa bước vô tới cổng trường thì bạn bè nó nói: ý, mẹ của bé Lan một mắt, ý, mẹ của bé Lan bị mù. Bé Lan mắc cỡ quá, nó chui xuống gầm cầu thang nó trốn. Từ đó trở về sau nó trầm cảm luôn các con à. Nó không chơi với ai hết, nó không nói chuyện với một người nào cả. Rồi nó hận tất cả những người mà nói như vậy. Nhưng rồi nó cố gắng nó học. Đến khi lớp 12 xong, nó thi đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái ngày mà nó khăn gói lên đường để đi vào trường đại học ở Sài Gòn nó học, mẹ nó đưa nó ra cửa. Nó xách vali, nó quay lại nó nói với mẹ nó một câu như tát nước vào mặt: tôi hận bà lắm bà biết không, tôi hận cái con mắt một mắt của bà. Tại vì bà và bạn bè tôi nó chọc tôi, nó cười tôi hoài. Tôi thề với bà, tôi lên Sài Gòn rồi mới mốt tôi không bao giờ trở về đây nữa. Nó nói với mẹ nó một câu như vậy, rồi nó bỏ, nó quay lưng nó đi. Mẹ nó khóc, mẹ nó khóc rất là nhiều. Rồi lên trên đó đó, nó học hành trên đó, làm ăn trên đó, rồi lập gia đình ở trên đó luôn con. 7-8 năm trời nó không chịu về. Rồi một ngày kia, nhà trường ở dưới quê tổ chức một buổi họp mặt tất cả những cựu học sinh ở trường. Thì bạn bè nó quay về và nó cũng phải trở về cái trường cũ ngày xưa chỗ nó học. Khi nó quay về rồi đó thì vô tình như thế nào đó, chân của nó bước lang thang, nó đi đến cái con hẻm đi vào trong nhà của nó. Lúc bây giờ trời cũng hơi nhá nhem tối rồi con, bên ánh đèn đường, chiếc xe bán nước mía đậu ở ngoài đầu hẻm. Chiếc xe đó của dì hai năm xưa đó. Dì hai gặp nó, dì hai nói: Lan, chàng ơi mày mới về hả Lan? Con Lan giật mình, nó mới nói: dì hai ơi, mất lúc này má con ra sao rồi? Thì bà dì hai bà mới nói: từ ngày mày đi tới giờ đó, má mày bệnh nhiều lắm. Má mày có nhờ thằng Tí con của dì hai viết một lá thư gửi lên cho mày. Nhưng mà cuối cùng rồi má mày nói thôi, nó hứa với tôi là nó không có về nữa, thôi chị đừng có gửi thơ cho nó. Rồi má mày chết rồi. Bữa nay là tuần 49 ngày rồi đó. Con Lan sững hồn, giật mình, bởi vì ít nhiều gì nó cũng có một cái ân tình mà. Nó chạy về trong nhà của nó, hương tàn khói lạnh, cái căn nhà lá ộp ẹp và cái bàn thờ bằng trống tre, cây tre làm thành cái bàn rồi để cái hình, cái lư hương, không ai chăm sóc hết đó tụi con à. Nó chạy đến bên cái bàn thờ, nó ôm cái khung hình của mẹ nó. Rồi dì hai mới nói: cái lá thơ năm xưa mẹ của mày kêu dì hai gửi cho mày nè, mà tao không có gửi, thôi sẵn dịp mày về tao đưa lá thơ này cho mày đọc. Bé Lan mở lá thơ, nó đọc: Lan ơi, con gái cưng của mẹ, mẹ thương con lắm, mẹ thương nhất là đôi mắt đẹp của con. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa khi con lên 3 tuổi. Ngày xưa con lên 3 tuổi, mẹ dẫn con đi về quê thăm ông bà ngoại. Con chạy giỡn như thế nào không biết nữa, rồi con té, cái mặt của con đập vào trong bụi tre gai. Cái rễ tre gai nó đâm vào con mắt của con á Lan à. Máu chảy rất là nhiều. Mẹ bồng con mà máu trong con mắt của con ướt cả áo của mẹ. Ở dưới quê của ông bà ngoại, mẹ bồng con mà chạy qua những chiếc cầu tre lắc lẻo gập ghềnh như vậy. Chạy qua những chiếc cầu khỉ, mẹ chạy mà không cần tay vịn.
mẹ chạy vô trạm xá. Trạm xá nói: chị ơi, con mắt con của chị nó bị nặng lắm, chị lên bệnh viện đi. Má đón xe, mẹ đón xe, mẹ đưa con lên trên bệnh viện ở trên thành phố. Bác sĩ nói: chị ơi, phải giải phẫu và phải làm có một con mắt của một người nào đó để thế vào con mắt của bé, để không thì bé sẽ bị mù. Vừa nghe bác sĩ nói, mẹ nói: bác sĩ móc mắt của tôi đi. Bé Lan ơi, cái ngày đó con cũng bịt cái khăn trắng, mẹ cũng bịt cái khăn trắng trên đôi mắt. Cái ngày mà mở khăn của con ra, mẹ mừng lắm, bởi vì đôi mắt của con nó đẹp tuyệt vời, đôi mắt của con không còn tật nguyền nữa. Và kể từ đó mẹ chỉ còn có một con mắt là bé Lan ơi. Bé Lan đọc tới đó, bé Lan run run và rớt cái mảnh thơ của mẹ mình xuống dưới ngay chỗ cái bàn thờ. Bé Lan nói: dì hai ơi, vậy thì con mắt này của con là do mẹ con cho. Vậy mà từ xưa tới bây giờ con ghê tởm đôi mắt của mẹ con. Mỗi lần con đi học về, mẹ con nắm tay con giật tay mẹ con ra vì con ghê con mắt của mẹ con. Mỗi lần ngồi ăn cơm, mẹ con nhìn con bưng tô cơm đi chỗ khác, bởi vì con ghê con mắt của mẹ con. Đến bây giờ con mới hiểu con mắt này của con là do mẹ đã cho con. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Các con ơi, lời xin lỗi của bé Lan quá muộn màng. Nó xin lỗi khi mẹ nó đã qua đời. Nó xin lỗi khi mẹ nó không còn nữa. Và ai nghe lời xin lỗi của nó đây? Tụi con cũng vậy. Có chừng một ngày nào đó, tụi con ơi, tụi con xin lỗi cha mẹ của mình muộn màng lắm đó. Cho nên tụi con còn nợ cha mẹ mình một câu cảm ơn và nợ cha mẹ mình một lời xin lỗi đó tụi con à. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.